Gần 10.000 nhân viên y tế thôi việc. Gần 10.000 nhân viên y tế nghỉ việc trong 18 tháng qua, tỷ lệ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang và Đà Nẵng. Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết thông tin trên tại hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6, ngày 4 tháng 7. Số nhân viên nghỉ việc được thống kê từ đầu năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2022 do các địa phương báo cáo cho Bộ Y tế. Cụ thể, vào năm 2021 có hơn 5.200 nhân viên y tế thôi việc. 6 tháng đầu năm nay có hơn 4.000 người, gồm có 3.700 người do Sở Y tế quản lý, gần 360 người công tác tại cơ sở thuộc Bộ Y tế. Như vậy, số lượng người nghỉ việc trong 6 tháng đầu năm 2022 cao gần tương đương số người trong cả năm 2021. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, song lý do chủ yếu là thu nhập thấp, chế độ phụ cấp chưa đáp ứng nhu cầu sống, đặc biệt tại đơn vị y tế dự phòng và y tế cơ sở. Áp lực và cường độ công việc tăng vọt khi dịch COVID-19 bùng phát, môi trường làm việc có nguy cơ mắc bệnh cao, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhân viên y tế nghỉ việc còn có nguyên nhân từ gia đình, sức khỏe, ảnh hưởng tâm lý từ những vụ phạm pháp mua sắm, đấu thầu gần đây. Bên cạnh đó, các đơn vị y tế tư nhân có chính sách thu hút nhân lực tốt hơn khu vực công. Để giải quyết tình trạng này, Thứ trưởng cho biết Bộ Y tế đã trình Chính phủ đề xuất tăng mức phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng từ 40 đến 70% lên đến mức 100%. Cùng Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức trạm y tế theo quy mô dân số, kịp thời khen thưởng những người đạt thành tích, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho cán bộ y tế. Tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc đã diễn ra đột biến ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chỉ trong quý 1, thành phố Hồ Chí Minh có 400 người nghỉ việc, bằng tổng số người nghỉ trung bình hàng năm trước khi có dịch COVID-19. Còn Hà Nội có 900 người xin nghỉ việc chuyển công tác trong vòng 18 tháng đầu năm. Tình trạng này khiến ngành y tế thiếu hụt nhân lực, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.